Oh My. Sản phẩm này là nó được thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là đẹp với nhiều màu. Ở đây thì mình có màu vàng đồng này, màu bạc này, màu đen này, màu đá đô này, rồi màu đây là màu xám này, rất là đẹp. Ở đây này là nó có cái nút điều chỉnh ga. Ở đây thì chúng ta điều chỉnh ga rất là dễ dàng, chuyển qua dấu cộng là nó tăng ga và chuyển qua dấu trừ là nó giảm ga. Cái này mình điều chỉnh lửa to nhỏ theo ý của mình nha. Còn ở đây là nó có một cái lỗ ở chỗ này, mình là bơm ga rất là dễ dàng. Cái này thì ở những video trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách bơm ga rồi, thì cái tất cả các quẹt thì bơm ga thì nó đều như vậy thôi nha. Thì ở đây mình chẹt lửa, nó là lửa khò, độ chẹt đánh lửa của nó rất là nhẹ, các bạn thấy này, rất là nhẹ nha, mai rất là đẹp.